Vào tháng 9 năm ngoái, khi thông tin muốn gặp anh sẽ được làm thành phim điện ảnh, người hâm mộ ai nấy cũng lo sợ, không biết rằng dàn cast chính của bản truyền hình có bị thay đổi hay không. Thế nhưng đến bây giờ, họ có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hứa Quang Hán, Thi Bá Vũ và Kha Gia Yến đều trở lại với bản điện ảnh. Mới đây, hình ảnh của Hứa Quang Hán trên trường quay muốn gặp anh phiên bản điện ảnh đã được người hâm mộ chụp lại và nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Có thể nói rằng chưa bao giờ nhan sắc của Hứa Quang Hán gây thất vọng cho người hâm mộ và lần này cũng vậy. Những bức ảnh chất lượng thấp nhưng Hứa Quang Hán chất lượng cao đã nhận về vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Dù cho nam diễn viên đã bước sang tuổi 30, song trong mắt của khán giả anh vẫn là Lý Tử Duy 17 tuổi, rạng rỡ và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Kể từ sau bộ phim điện ảnh Hôn Lễ Của Em, Hứa Quang Hán vốn đã được nhiều người yêu thích lại càng được yêu thích hơn bởi diễn xuất chạm đến cảm xúc của khán giả và nhan sắc đỉnh của chóp. Hy vọng Hứa Quang Hán sẽ tiếp tục giữ được phong độ như vậy ở Muốn Gặp Anh bản điện ảnh và những bộ phim tiếp theo. Muốn Gặp Anh kể về chuyện tình du hành thời gian của Hoàng Vũ Huyên, Kha Gia Yến. Một ngày tỉnh dậy, cô phát hiện mình mang dáng hình của cô nàng 17 tuổi Trần Vận Như, người có ngoại hình giống hệt mình. Sau đó cô gặp được bạn học cùng lớp của Trần Vận Như là Lý Tử Duy, Hứa Quang Hán, cũng có vẻ ngoài y hệt bạn trai vừa qua đời của mình là Vương Thuyên Thắng. Trong quá trình điều tra những bí ẩn trên, Vũ Huyên bắt đầu khám phá ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Trần Vận Như vào năm 1999. Một số bình luận khác của cộng đồng mạng: Hứa Quang Hán mềm quá chừng, mong là bản movie thành công như bản truyền hình. Đỉnh, không ai có thể thay thế ba người này hết. Hứa Quang Hán mấy ảnh này trong Bad Boy đấy, nhưng mà tôi thích lắm. Nhất định phải bùng nổ nhé Lý Tử Duy ơi. Muốn Gặp Anh cũng là bộ phim giúp Hứa Quang Hán và nữ chính Kha Gia Yến nhận được đề cử nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong giải Kim Chung lần thứ 55. Thế nhưng khi ban tổ chức xướng tên giải thưởng, Muốn Gặp Anh lần lượt nhận được các giải chương trình sáng tạo xuất sắc nhất, phim truyền hình xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, thì Hứa Quang Hán vẫn hụt khỏi ngôi vị dành cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây cũng không phải lần đầu chàng trai sinh năm 1990 này bị hụt đề cử và các giải thưởng thường niên. Còn nhớ vào năm 2016, bộ phim truyền hình Cô Giáo Khương Có Từng Yêu Đương Chưa lên sóng, vai diễn Trần Uy Chính đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Cũng trong năm đó, Hứa Quang Hán đã nhận được đề cử cho giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Kim Chung lần thứ 52 và ra về tay trắng. Cùng trong năm 2019, ngoài bộ phim Muốn Gặp Anh tỏa sáng thì vai diễn Trần Kiến Hào, A Hào trong Dương Quang Phổ Chiếu, A Sun cũng mang lại ấn tượng sâu sắc. Điểm đáng tiếc là Dương Quang Phổ Chiếu nhận được tận 11 giải đề cử tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 56, mang về 6 giải thưởng. Thế nhưng khán giả vẫn thắc mắc vì sao Hứa Quang Hán không nhận được đề cử nào dù cho rất nhiều hạng mục bộ phim được xướng tên. Tuy có xuất phát điểm không thuận lợi nhưng không vì thế mà nam diễn viên nản lòng. Anh vẫn miệt mài tham gia diễn xuất bằng lòng đam mê và đến khi series phim Thực Kịch Trường ra mắt, Hứa Quang Hán dần dần tạo được sự chú ý của khán giả nhờ vào vai Trang Hạo Dương trong Thực Kịch Trường, Bão Cát Tình Yêu. Sau đó, hàng loạt phim được nam diễn viên lần lượt ghi dấu ấn với rất nhiều vai diễn với cá tính đa dạng. Có thể nói giải thưởng hiện vẫn chưa để mắt đến Mỹ Nam xứ đài này, nhưng thực lực của Hứa Quang Hán là điều không thể phủ nhận.